Xế chiều nhạt miệng, chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 10 của V-League 2022, trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hải Phòng. Trong trận đấu này, đội chủ nhà có sự thay đổi trong khung gỗ, thủ thành Thanh Thắng quay trở lại đẩy Bùi Tiến Dũng đang không có phong độ tốt lên băng ghế dự bị. Ngay từ phút thứ 3, từ pha tạt bóng của Martillo bên cánh phải, Romario khống chế bằng ngực một nhịp rồi bắt vô lê cực nhanh mở tỷ số của trận đấu. Bất ngờ xảy ra ở những giây cuối cùng của hiệp 1, Ngô Hoàng Thịnh đã có một cú sút kinh điển. Vâng, tôi xin nhắc lại là kinh điển gỡ hòa cho đội chủ nhà. Bất ngờ đã xảy ra khi thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của tân binh Daniel Green. Hết giờ, đội chủ sân Thống Nhất có 3 điểm quý giá ngắt mạch 4 trận toàn thua. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức trọn vẹn highlight trận đấu cùng với các bình luận viên nhé. Thanh Thắng quay lại đường xuất phát của thành phố Hồ Chí Minh để bắt thay cho Bùi Tiến Dũng. Ở trước thì Bùi Tiến Dũng có phần nào đó đã mắc sai lầm trong pha thua của thành phố Hồ Chí Minh trước Việt Theo. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp trận đầu tiên thì đội khách Hải Phòng trong trang phục màu đỏ bảo vệ có môn phía cánh trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đây là huấn luyện trưởng Trần Minh Chiến, một áp lực rất lớn. Martillo tạt bóng, rồi tỷ số được mở cho các đội Hải Phòng, đó lại là Romario. Bàn thắng thứ 9 của Romario tại V-League năm nay. Không thể nói hết tầm quan trọng của Romario đối với Hải Phòng tại mùa giải này được. Thật sự là như vậy, một trận thiếu vắng anh thôi thì Hải Phòng đã để thua 0-3 trên sân Vinh. Nhưng ngay sau khi Romario quay trở lại thì ở phút thứ 4 trong trận đấu này anh đã mở tỷ số. Và người kiến tạo đó là Martillo. Thành phố Hồ Chí Minh thật sự gặp quá nhiều khó khăn ở mùa giải hôm nay. Ngày hôm nay họ đang chơi với những gì được coi là tốt nhất. Một cái ôm của Romario đối với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Khởi đầu rất thuận lợi. Chúng ta có thể thấy là vị trí của trung vệ Brandon Lucas trong pha bóng vừa rồi cũng không ấn tượng. Trong vòng cấm, Romario đưa thời gian hãm lực và tung ra một cú bắt vô lê rất nhanh. Trung Hiếu rất hay, vẫn còn không được, vẫn không vào. Xuyên chút nữa tỷ số là 2-0 cho cao thủ Hải Phòng. Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu với một hàng phòng ngự như mơ ngủ vậy. Và xem lại pha chuyền bóng quá hay trước đó của Triệu Việt Hưng dành cho Martillo. Từ đó Hải Phòng đang chơi với một hàng tiền vệ rất ổn định. Pha mở bóng tốt của Châu Ngọc Quang, dứt điểm ngay. Và dứt điểm bóng sống ngay của Hải Huy. Hàng tiền vệ của Hải Phòng đang chơi thực sự rất thăng hoa với sự chỉ huy của đội trưởng Hải Huy. Dứt điểm khoảng cách tầm bên trái của Triệu Việt Hưng rồi. Dứt điểm gọn xa. Tỷ 42 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0. Hai đội chủ nhà chưa tạo ra được một cơ hội nào được coi là thực sự nguy hiểm cả, ngoài cú đá trượt đến từ Bagrep Conroy. Đó là Ngô Hoàng Thịnh. Tỷ số là 1-0 cho cao thủ thành phố Hồ Chí Minh. Một pha sút bóng có thể nói là không tưởng của Ngô Hoàng Thịnh. Rất bất ngờ khi những giây cuối cùng của hiệp 1 thì tỷ số được san bằng 1-1 cho đội chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi bàn đó là đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hay. Một lần nữa chúng ta xem lại pha sút phạt này. Bóng đi lắc và làm mất phương hướng của thủ thành Đình Triệu. Phong cách đá bồn điển hình. Quá đẹp mắt. Không nhiều cầu thủ tại V-League có thể tung ra những sút
phạt dạng như thế này được. Niềm vui của ban huấn luyện Thành phố Hồ Chí Minh đương nhiên rồi. Tỷ số là 1-1, lại là một bàn thắng quá đẹp, bàn thắng đầu tiên của Ngô Hoàng Thịnh tại V-League năm nay. Một sự giải tỏa lớn cho đội trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh. Và đúng này thì tiếng còi kết thúc hiệp đầu tiên cũng đã vang lên. Tỷ số là 1-1. Bagrep có những tình huống dứt điểm rất đáng quên. Trong khi đó thì Daniel Green đang phải chơi tiền vệ và anh cũng chưa phát huy được. Và xuống cánh hay của cầu thủ Hải Phòng. Rồi! Vẫn là những tình huống phòng ngự vô cùng lung túng của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu trận đấu này cũng vậy, cũng là một tình huống tạt bóng về phía cánh phải. Martin Lò đưa bóng vào vị trí của Rimario và đó là bàn thắng cho đội khách. Bóng bổng sẽ là một trong những điều rất nguy hiểm đối với khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Hải Huy đánh đầu, dứt điểm, không được. Bóng bật người của Brandon. Xuyết chút nữa thì Châu Ngọc Quang có thể nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ Hải Phòng. Người đánh đầu phòng ngự trước đó là Võ Huy Toàn, nhưng anh không còn một cách nào khác cả. Rất may là Brandon đã có một vị trí phòng ngự tốt ở trong pha bóng vừa rồi. Tiếp tục là phạt góc dành cho cầu thủ Hải Phòng. Và phối hợp nhanh, dứt điểm ngay. Thì Mario, không phải vừa rồi là mau set. Hải Phòng chắc chắn không hài lòng với một điểm có được trong trận đấu này. Họ đang đẩy cao đội hình. Lâm Tý Phong, vẫn là Lâm Tý Phong. Rồi, Daniel Green, tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức sau khi Daniel Green được đẩy lên chơi cặp tiền đạo với Bagrep thì anh đã có bàn thắng rồi. Sự thay đổi người rất hợp lý đến từ huấn luyện viên Trần Minh Chiến và niềm vui đến với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có dấu ấn của Bagrep trong pha bóng vừa rồi. Hai cầu thủ Jamaica đã được chơi trên hàng công, họ chơi gần nhau hơn. Một pha nhấc chân, Daniel Green tiếp cận được bóng. Một điểm tương đối kinh tế của tiền đạo mang số áo 92. Và tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 77 của trận đấu này. Hải Phòng nhập cuộc trận đấu này một cách vô cùng khởi sắc, nhưng đến lúc này họ lại đang bị đội chủ nhà dẫn bàn. Một trận đấu vô cùng hấp dẫn tại vòng 10 của Night Vô Vi League 1 năm 2022. Nghĩa nói trước trận đấu này, đây là một tình huống mà Dũng Quang Nho đã băng về chạm bóng. Vô tình va chạm bóng của Dũng Quang Nho đã giúp cho Daniel Green có thể tiếp cận được trái bóng tiếp theo. Và dứt điểm quá tinh tế của Daniel Green, rất nhẹ nhàng. Trận đấu đầu tiên của Daniel Green trong màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh và anh đã có bàn thắng.